Đây là cái phần bô dưới nè mọi người, bô dưới nè. Thì tới đây là hết rồi. Rồi. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã tới với vlog của mình nha. Hiện tại là đang rớt cái con xe này ra bảo trì bảo dưỡng lại để xem con xe này nó bị sao ha. Nói chung là thì nó không có bị gì hết, nhưng mà tại vì nó đang bị cái vụ mà 9.000 đó anh em, là mình chưa kiểm tra nữa. Hôm nay mình có thời gian kiểm tra, hôm nay mình có thời gian rảnh thì hai anh em ngồi làm luôn. Cái xe này thì anh em biết rồi, nó chạy khá là bền, 72 mà chạy bền lắm. Tại vì á, bền hay không cũng do một phần người chạy nữa. Nếu mà anh em chạy mà anh em nương ga, anh em dìu nó thì nó sẽ rất là bền. Còn nếu mà anh em chạy mà anh em không có nương ga mà anh em cứ ép nó thì nó rất là phá máy và hại máy. Tại vì đối với một hệ 72 thì là một hệ khá là cao. Thì đối với mình có thể là cao, nhưng mà đối với anh em thì cũng có thể là thấp. Nhưng mà mình thấy nếu mà anh em chạy bền á, anh em chạy nương nó thì nó rất là bền nha mọi người. Xe của mình thì mình chạy cũng khá là lâu rồi, làm cũng lâu rồi đó, kiểu như là lâu lâu mình rớt ra mình kiểm tra thôi. Thì đây là cái đồ của mình hiện tại. Cái trái của mình thì mình đã thay một bộ bạc mới rồi. Đợt trước là có chạy thì nó bị xẹp ron nhẹ một xíu, thì nó hơi bị đụng nhẹ chút, thì mình đã vớt mắt lại rồi ha. Và mình đi cái ron sắt thì nó sẽ ok hơn. Cái lồng á, thì vẫn lồng 72. Thì mình nhìn sơ qua thì nó khá là đẹp, nó không có hiện tượng bị sọc và cũng chưa có cái hiện tượng gì hết. Cái lồng còn rất là đẹp nha mọi người, lồng rất là đẹp. Và đây là cái đầu của mình, đầu lớn nha mọi người. Cái đầu này của mình là sử dụng cho đầu cho cục máy 74. Tại vì đầu này khá là lớn, đầu 22, 25, 28. Mình thì mình dự tính là mình sẽ lên 74, nhưng mà chắc là từ từ mình sẽ lên 74. Còn bây giờ là cứ chạy 72 trước đi đã rồi mình sẽ lên 74 xong ha. Rồi đây là cái ron của nó ha. Và một số bộ phận linh tinh thôi. Cục máy hiện tại thì mình đi gen cộng 4 TRF đó. Ở trong thì đi full 5 số đấu của xe đua. Bây giờ là anh em mình sẽ đo nén lại rồi ráp lên nha mọi người. Tại vì cái xe này mình có hạ vớt cái mặt này một xíu để cho nén nó căng hơn chút ha. Rồi lắm. Bây giờ là cái quá trình mà mình ngồi, ông thầy mình, ông ngồi ông canh lại nén nha mọi người. Tại vì hiện tại là cái xe của mình đã vớt trái lại và đã rớt lại. Nói chung là học thì cũng chưa học được nhiều đâu, mình cũng ít học máy á, thường là làm kiện không à. Ông chửi hoài à, ông bảo chứ mang tiếng dân chơi xe mà không biết mẹ gì hết, qua ông làm hết trơn. Như má nóng quá chứ không vô được luôn. Bạc. Hôm qua chơi khá là qua. Bây giờ là đang nhét cái bạc vô nha mọi người. Thì cái bạc này nó khá là khó vô, tại vì bạc mới á. Và cái bạc này là bạc xài khá là ok, khá là ổn định, nên khá là nhét khá là khó vô. Thì bây giờ là sau hồi được nhét vô rồi. Thì xe của mình hiện tại là cái nén nó cũng vừa phải thôi, nó không quá lớn nhưng mà nó cũng không có phải là nhỏ. Còn lại để chạy tour nó ổn định thôi. Còn cái này là mình chơi thêm một thời gian nữa. Còn nếu mà cảm giác mà mình thấy ổn thì mình giữ lại. Còn nếu mà mình thấy mà mình còn ham quá, mình còn muốn chơi nhiều nữa thì mình sẽ lên trái 74 nha mọi người. Thử chơi thử xem 74 nó như thế nào, nó khác biệt với 72 không. Xe mà đúng không, chơi tới một thời gian đó mình sẽ dừng lại. Vì mình có gia đình, có vợ con chăm lo cho cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì còn trẻ mà, cứ chơi đi. Tới bây giờ mà hết chơi được nữa rồi thì dừng, giữ nó lại làm kỷ niệm. Có như anh em hỏi là cái xe này có bán không, mình cũng nhiều khi mình cũng băn khoăn, mình bảo giờ cái xe này bán gì. Giờ một chiếc xe mà mình chơi nó theo mình biết bao nhiêu năm rồi, Tính ra bây giờ từ năm 2018 tới bây giờ là 5 năm rồi, trải qua rất là nhiều, nên từ xe jean tới xe xuống bánh rồi tới xe độ rồi 68, 72 tới bây giờ là trải rất là nhiều rồi, cực kỳ nhiều luôn, và nó theo mình khá là lâu rồi. Thế nên nếu mà bảo mà bán đi thì không, chắc không bán đâu, còn được giá thì mình cũng không bán đâu, tại vì xe mà bán đồ này nọ theo mình biết ba lâu rồi. Bây giờ là sẽ ráp vô tiếp cái phần lồng, phần đầu, rồi đây mình sẽ nổ máy cho anh em nghe thử ha. Đẩy xuống luôn anh Đức hả? Ok. Không nồi cháo mà đi tắm mà ghê thiệt, biết không nói luôn, có đâu nói gì đâu. Gì? Trời ơi. Không sao đâu. Có cháy, cơm cháy giờ mình có cháo cháy. Vip thiệt. Hết xong. Thôi nồi lộn. Gì? Thôi nồi lộn. Đây là cái bô zin của mình hiện tại nha mọi người. Cái bô zin đít zin nha. Bây giờ gắn lên xe hả? Máy làm năm mấy rồi đúng không? Máy làm năm mấy rồi. Tính là năm rồi đó. Lẹ ghê không? Máy thì máy lòng xe đồ cũng chơi. Cái lòng ngon à, em thấy chắc nhiều khi mình chạy mình nương nữa chứ chạy mà cứ phá deadline hoài chạy chịu xong nổi, chạy nương dữ lắm á. Thế là cũng bền đó chứ. Má đi mấy cái tour về á đâu bị gì đâu. Rồi rớt ra thay một số món đồ nhỏ nhỏ thôi là xài tiếp. Chứ cái lồng này mình cảm giác là đi ngon lắm đó mọi người, lâu lắm rồi. Lồng trên dài nè. Tới bây giờ là khoảng gần 1 năm rồi đó mọi người. Một năm là mình chơi con 72 này rồi. Xe cũng khá là bền. Anh em nói là chơi xe, mấy xe này nó tốn nhiều tiền. Thì theo mình thấy là cũng tùy à. Nhiều khi là một là mình làm thì mình thấy tốn tiền thiệt, nhưng mà anh em thử để ý xem. Ví dụ như là anh em chơi đi, anh em chơi một con xe anh em dọn mấy chục triệu đi, nhưng mà tầm 2-3 tháng, 3-4 tháng gì đó anh em bảo dưỡng lần 1-2 triệu vậy thôi, đâu có nhiều đâu. Chung là vừa đủ chơi đó mọi người, vừa đủ chơi á, nó cũng không có quá cao và nó cũng không có quá mắc, nó vừa phải thôi chứ đâu mắc đâu. Thì mình cảm thấy như vậy, còn không biết là anh em sẽ cảm thấy như thế nào ha. Dạ. Đau quá. Lục mẹ đâu rồi. À, quýnh cái mới chỉ nhớ luôn á trời. Có đâu, ai dám nói gì chị. Chị cho em ăn ở đây mà ai dám nói gì chị. Xe là làm xong rồi nha anh em, làm xong rồi, bây giờ vừa đẻ cái nổ rồi, nhưng mà giờ kiếm cái ron cắn vô ron đó rồi tính tiếp ha. Xe thì vẫn đi như bình thường thôi, cổ anh chép nè, cái bô là mô móc đít dưới thì nghe nó khá là êm ha, bô móc đít dưới. Còn ở cái chỗ này á, thì bây giờ là kiếm cái ron đây gắn vô. Cái này là bạc mới thì chắc cũng phải để cho nó nổ máy xíu rồi. Chắc ngày mai thì mình sẽ mang cái xe đi quýnh dyno lại lần. Còn nếu mà xin nữa để máy chạy thử, nếu mà nó ngọt thì để chạy luôn, còn không thì cứ mang đi dyno để kiểm tra lại. Tại vì cái này mình tăng nén nhẹ một xíu nữa thôi, là để coi HP lên bao nhiêu, và chắc chắn nó sẽ dư xăng xíu anh em ha, tại tăng nén nhẹ lên một chút rồi. Ngày mai là sẽ về làm lại cái chén cổ. Nói chung là xe này dọn sạch sẽ lại rồi, có thể là sẽ dựng ở nhà, đợi chờ một cái chuyến tour nào đó em thì mình sẽ vác con xe này mình đi ha. Bây giờ là xong rồi nha mọi người, xíu gắn cái nước vô nữa là lụm ha. Bây giờ là xong rồi, mình sẽ đè máy cho mọi người xem ha. Đang đi củ đè nhỏ chuẩn bị lên cụ để lớn hơn. Và đây là âm thanh hiện tại của nó. Hiện tại là xe tăng nén một xíu cho nên em nghe, sẽ nghe giọng nổi chút. Cái xe đợt đó cái nén khá là mềm cho nên đi sẽ nghe nổi êm ru à. Nhưng mà khi mình tăng nén một chút thì nghe giọng nổi hơn một xíu ấy ha. Rồi. Đây là cái phần bô dưới nè mọi người. Bô dưới nè. Nghe có gì tiếng trống rồi. Xe chưa có dyno nha mọi người, chưa dyno xăng gió đồ nó còn hơn, nó chưa có ổn định. Thì khi nào ổn định xong thì mình sẽ làm chiếc này xong, mình sẽ dắt chiếc này đi tour nha mọi người. Vác chiếc này đi tour rồi mình sẽ quay cho mọi người xem là sau khi mình làm xong và mình sẽ vác đi tour thì máy móc nó sẽ như thế nào. Hai anh em ha. Ok thì bây giờ là mình xin tạm dừng clip tại đây. Nếu anh em thấy hay thì cho mình một like, một subscribe và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của mình. Còn bây giờ thì mình chào tạm biệt anh em và hẹn anh em ở clip sau. Mình sẽ làm cái xe nó hoàn thiện hơn, hoàn chỉnh hơn thì mình sẽ quay cho mọi người xem và mình sẽ bắt đầu một cái chuyến tour với con xe này ha. Cũng lâu lắm rồi mình cũng chưa đi tour. Có thể là mình sẽ về gấp zin để đi tour nó vào cua rồi nó ok hơn. Còn gấp dài như thế này anh em chỉ phù hợp với lại việc đi đường thẳng thôi. Còn đi đường cua nó hơi bị sàn một xíu nha mọi người. Ok. Rồi lắm.